Đây là khu nghĩa trang Đa Phước, nằm ở dưới Bình Chánh. Khu nghĩa trang này rất là rộng và quá trời những cái phần mộ luôn. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là một cái nghĩa trang rất là xuống cấp rồi và đang được di dời. Chính vì vậy mà những người mà bị mất á, thì người ta sẽ đem xuống nghĩa trang Đa Phước hoặc là những cái nghĩa trang ở dưới Bình Dương á. Thì đây là nghĩa trang Đa Phước nè, ở dưới huyện Bình Chánh. Từ quận nhất mà đi qua đây chắc khoảng 30 cho đến 40 phút à, cũng gần. Thấy không, những cái khu đất rất là rộng luôn. Những cái khu này sau này nếu mà chật quá họ sẽ mở rộng thêm cái khu này để xây nghĩa trang. Có con chó nó đang chạy rông nè. Đây là những cái phần mộ ở nghĩa trang, ở nghĩa trang Đa Phước. Nó dọc 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 dài theo á là những cái phần mộ, rất là nhiều phần mộ. Mấy cái phần mộ này thì không có được đánh số nên là cũng khá là khó tìm á. Nó mở phần mộ được trang trí nè, có bông có hoa này nọ. Nhìn qua bên kia là một cái cánh đồng trống rộng mênh mông luôn, thanh thang luôn, rất là rộng. Ở đây mình cũng có cái vòi nước nữa để cho sử dụng á. Ồ, có nước nè, nhưng mà nước yếu, kiểu như là để rửa tay hoặc là rửa những cái dụng cụ thờ. Ở đây rộng, phía dưới kia là những cái khu mộ khác nhau rất là nhiều luôn. Dọc 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 xung quanh đây á toàn là những cái phần mộ không à, rất là nhiều mộ. Dạ, ngày hôm nay mình chạy xuống dưới Long An đi chùa ở dưới á. Sẵn tiện trên đường về đây thì ghé nghĩa trang Đa Phước. Tại trên đường về mà rẽ phải vào là vô trong nghĩa trang Đa Phước này luôn, nên là vô đây xem thử xem có những cái cây mới trồng nè. Người ta trồng những cái cây những chỗ mấy cái phần mộ. Rộng không? Nó chia ra rất là nhiều khu vực, khu vực dành cho người Hoa, rồi khu vực dành cho những người đạo Hồi nữa. Cái khu này thì nó hơi nắng, nắng rất là nhiều so với những cái khu kia. Những cái khu kia thì được bao phủ bởi những cái tán cây xanh, rất là nhiều cây luôn, cây thông hay cây lá kim gì đó, mà nó tạo thành những cái bóng mát mát hơn cái khu này rất nhiều. Khu này thì trụi lũi à, nên rất là nóng, vừa nóng vừa nắng nữa. Sài Gòn mấy hôm dài rất là nắng luôn. Nó khu này chuẩn bị phát hoang nè, sau này nếu như mà hết mấy cái phần mộ ở đây á, sẽ xây tiếp, xây tiếp, xây tiếp, xây chừng nào hết thì thôi. Và để giữ vệ sinh môi trường thì họ có để cho mình mấy cái giỏ này. Nếu như mà mình có chai nhựa hoặc là những cái vật dụng bằng nhựa thì mình sẽ bỏ vào trong đây, để cho thứ nhất là bảo vệ môi trường nè. Thứ hai thì những người công nhân họ làm ở đây đó, họ sẽ có phế liệu để họ bán, họ đỡ phải đi gom. Đó, chai lọ quá trời luôn. Có thùng rác để mình đựng rác nữa, rất là nhiều thùng rác dọc dọc theo cái nghĩa trang này. Rất là nhiều thùng rác để cho mình để rác vào. Nắng ghê hả? Ngày hôm nay cuối tuần rồi, gần cuối tuần rồi. Ngày mai thì có lẽ là thân nhân những người nằm ở đây á, họ sẽ ra viếng mộ người thân của họ. Nhưng mà mấy hôm dài trời nắng quá, rất là nắng luôn á. Buổi trưa ra đây là cực kỳ oi bức luôn. Nghe vang vẳng những cái tiếng kinh, những cái câu kệ. Đa số là những cái máy tụng kinh mà sử dụng pin mặt trời á, nên là cũng không có cần điện gì mấy. Buổi tối ở đây thì
không biết có đèn hay không, bởi vì không có thấy cái bóng đèn nào hết á. Chai uống nước, bỏ ly nước ở đây nè, nước rất nóng luôn, nóng cực kỳ. Đây là những cái phần mộ này. Thấy những cái chuồng gió không? Ở nghĩa trang Đà Phước á, gió thổi thì những cái tiếng chuồng gió nó kêu len keng lẻn xẻn, rất là vắng luôn á. Buổi trưa này hầu như là không có ai ở ngoài cái nghĩa trang này, bởi vì do là trời nắng nóng quá mà. Với lại đây cũng chưa phải là cuối tuần nữa, thì cuối tuần họ mới ra họ thăm người thân của họ. Đây có một cái ao, một cái hồ gì nè, nó có một cái ao nhỏ ở đây. Nghe những tiếng tụng kinh, những tiếng câu kệ, tiếng mõ gõ veng 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 trên những cái phần mộ. Mỗi phần mộ thì đều được những người thân họ cúng nè. Đó, có cơm, có bánh, có trái này kia, đa phần là đồ chay á. Người thân ra đây á, mua cơm rồi cúng cho những người đã khuất, những cái phần mộ ở đây. Có nhang rất nhiều nhưng mà không có hột quẹt nha. Trời nóng á, sợ hột quẹt nổ hay sao á mà người ta dẹp hột quẹt hết rồi, nên là muốn thắp nhang cũng không có nhang để thắp, cũng không có hột quẹt để đốt nữa. Đây là những cái gốc ở nghĩa trang Đa Phước. Được chia ra rất là nhiều khu nha. Khu E4, E1, E2, E3, E tùm lum hết á, nhiều khu lắm. Ở dưới thì nó mát, ở đây nó cũng mát nữa. Ở giữa thì có một cái con kênh nhỏ nè. Cái con kênh này chắc là để dẫn nước tưới tiêu cho những cái cỏ xung quanh đây. Thấy xung quanh không? Những cái phần mộ rất nhiều luôn. Buổi trưa thì chim bay, chim nó bay lượn ở trong đây, chưa vắng lắm. Buổi tối ở đây mình nghĩ là chắc cũng không có đèn gì mấy đâu. Có những cái phần mộ có làm tượng quan Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên phần mộ luôn kìa. Có ngày chim hót không? Đây là những cái cây cầu đi bộ để mình đi qua bên cái khu kia. Gió rất mát luôn. Nhiều phần mộ
rất là rộng đúng không? Có mấy công nhân họ đang nghỉ trưa. Bây giờ là 1 giờ trưa rồi, họ cũng đang nghỉ trưa. Công việc của họ chủ yếu ở đây đó là chăm sóc cây kiểng, rồi dọn cỏ dại, tưới cây, tưới nước, dọn vệ sinh này kia. Đó, chủ yếu là công việc của họ là như vậy thôi. Nè, mức phí đóng là 350.000 một mộ một năm. Rộng quá trời luôn. Có cái ao, có mấy con chó nó chạy rong ở trên đường không? Đó, mấy con kia kia. Có mấy phần mộ gì đó. Đó, có mấy gia đình họ cũng ra để họ cúng kiến hoặc là lập mộ cho người thân của họ ở phía đằng xa. Còn mấy cái khu mộ này thì bán nè. Cái khu vực này là những cái phần mộ của người Hoa. Mộ của người Hoa khác người Việt ở cái chỗ là họ xây theo kiểu mà giống như là cái mái vòm vậy đó. Đó. Với lại phần mộ của họ thì nhỏ hơn là mộ của người Việt. Đây là khu phần mộ của người Hoa đây. Có người theo đạo Hồi nữa nha, mà mình cũng quên là cái khu đó nó nằm ở cái nơi nào rồi. Đó, mộ của người Hoa nè, một góc dành cho người Hoa. Ở đây thì cũng có một cái con rạch nhỏ nữa. Nước thải nhà người ta đang thải xuống kìa. Có người Hoa đó. Đây là khu dành cho người Hoa nè. Không, cái kiến trúc của cái khu mộ nó khác so với người Việt. Rất là rộng luôn, cũng không hiểu là nơi nào đi rồi, nơi nào chưa đi. Chỉ gọi là chạy hên xui. Dọc dọc theo thì sẽ có restroom, sẽ có nhà vệ sinh. Nếu mà ai có nhu cầu đi vệ sinh thì có thể đi được. Với lại có một vài chỗ thì sẽ có một cái máy hiên như vậy để cho mình đi á, mà để cho mình ngồi mình hóng gió nghỉ mát. Có một cái cây cầu. Ồ, chạy qua bên kia nè. Okay. Chạy qua bên kia là mộ của những người mà đi theo đạo Hồi á mà. Cầm điện thoại nên là không có chạy lên trên dốc được. Cái dốc này nó cũng không có bằng phẳng mà nó có từng nấc á. Chạy xe nó sẽ rất là cần. Để kiếm đường chạy vòng qua bên kia sẽ xem được.
đây để vào khu nghỉ trang, có những cái cây bồng vậy nè. Nè, đây là những cái phần mộ của những người theo đạo Hồi giáo. Họ chỉ có một cái tấm bia thôi, và cái phần mộ của họ rất là nhỏ luôn, chiếm rất ít diện tích, phải không? Tên của họ bằng tiếng Ả Rập, người Ấn Độ gì đó, rất là nhiều. Có mấy công nhân họ đang làm việc ở phía tú, ở phía dưới kia kìa. Trời nóng quá thiệt sự luôn á, nóng kinh hồn, nóng tàn canh gió lạnh luôn. Ở đây là mộ của những người theo đạo Hồi giáo. Rất là nhỏ ha. Họ có tên theo tiếng do tiếng theo đạo Hồi, tiếng Ả Rập á. Lâu nghe được những cái tiếng chuông gió nó rì rào theo gió. Ở đây thì không có giống như trên Hoa Viên Bình Dương. Hoa Viên Bình Dương thì mình thấy có rất là nhiều những cái tượng Phật. Buổi trưa ở đây nghĩa trang Đa Phước rất là vắng, không đâu có ai đâu, do là đang chỉ ở trên Long An á, mình đi chùa trên Long An rồi sau đó mình chạy về sẵn ngang nghĩa trang Đa Phước này nên là quẹo vô luôn xem thử xem đó. Thì đây là nghĩa trang Đa Phước nè. Chắc ra đây là cũng hết rồi ha, đây hầu như là làm như là cũng hết rồi. Ở đây cũng là cái cổng, đây công nhân họ đang xây dựng sửa chữa, họ đang lắp cái điện người mới mất đó. Thì họ đang hoàn thiện lắp đá hoa cương xung quanh những cái mộ phần. Nó chạy ra đây là chạy ra ngoài cổng rồi. Ở ngoài đây có một cái căng tin, chủ yếu là bán nước. Ở đây là đài hỏa táng, nhà để đài hỏa táng này kia vân vân. Đa Phước Viên. Rồi, hết rồi. Hay chưa? Đó, tới cái khu này là hết rồi. Ở phía bên trái là Đa Phước Viên thôi, và ở phía bên phải này là những cái giống như là những cái con đê, những cái con sông kia nè, nó những cái con sông này kia thôi, những cái con kênh, sông có cái sông nữa, nói đúng hơn là con kênh, nó kênh nước chảy, thế là xong rồi, hết rồi. Ở phía dưới là bãi rác Đa Phước, còn ở phía bên đây là nghĩa trang Đa Phước. Ở đây là bờ sông đó.